Thưa Thầy, con chưa hiểu thế nào về di cung hoán số. Có phải là cứ di cung hoán số là được thay đổi số phận không ạ? Con cảm ơn Thầy. Chúng ta biết là trong nhà Phật chúng ta ấy, thì không có cái nghi thức, nghi lễ nào là di cung hoán số cả. Mà cái phương pháp di cung hoán số này nó xuất phát từ cái đạo lão, tức là lão giáo đó. Và sau này, sau thời Hậu Lê, thì ở Việt Nam chúng ta xuất hiện thêm một cái tín ngưỡng dân gian, đó là tục thờ Thánh Mẫu, cụ thể là Mẫu Liễu Hạnh. Lúc đầu việc thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì rất là thuần túy, bằng cái sự cung kính và tôn trọng những người có công với dân tộc, với đất nước, cũng giống như thờ các vị thánh tam bất tử trước đây, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản và Đức Thánh Trừ Đồng Tử. Lúc ấy thì lại thêm một vị thánh trong lòng dân tộc, được cả dân tộc tôn kính và suy tôn, thành vị thánh bất tử thứ tư, đó là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và cho đến bây giờ thế kỷ 21 này, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng, thờ kính bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc, đó là Tứ Thánh, Tứ Bất Tử. Xét về niên đại lịch sử thì Đức Thánh Gióng là đầu tiên. Ngài xuất hiện ở vào thời Hùng Vương thứ sáu đánh giặc Ân. Kế tiếp là Đức Thánh Trừ Đồng Tử, và sau mới đến Đức Thánh Tản Viên. Về tuần tự về lịch sử như vậy. Nhưng mà xét về cái ngôi vị mà nhân dân chúng ta kính trọng và suy tôn qua các đời vua chúa triều đại phong kiến trước đây, thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất phúc thần. Trong Tứ Bất Tử thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất. Đệ nhất tức là gì? Số một. Đức Thánh Trừ Đồng Tử, Đức Thánh Gióng được gọi là đệ nhị, phong là đệ nhị phúc thần. Và Đức Thánh Trừ Đồng Tử được gọi là đệ tam, phong là đệ tam và đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh được phong là đệ tứ, tức là Tứ Thánh, Tứ Bất Tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Phần đại đa số người dân Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn tôn trọng và cung kính, niệm ân bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc này. Nhưng cũng có một số không nhỏ những tín đồ, thậm chí là bây giờ có cả tăng ni Phật tử chúng ta, và cả những con nhang đệ tử của những người đi theo đạo thánh, mình cứ gọi là theo đạo thánh, nói theo đạo mẫu thì cũng chưa chuẩn, vì đạo thánh này nó đầy đủ, trên thì họ thờ từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới thì các vị thánh bất tử trong lòng dân tộc và các vị thánh nhân ở thế gian, vân vân. Cho nên cái mình gọi nôm na là gì? Gọi nôm na cứ gọi là đạo thánh đi, của dân tộc đi, nói nôm na cái tên đấy cho dễ hiểu. Và nó biến tướng từ cái chỗ thờ kính chư vị thánh của dân tộc thành cái chỗ gì? Chỗ là gọi là tín ngưỡng dân gian. Cái chỗ tín ngưỡng dân gian thì nó vẫn chưa xảy ra cái gì đặc biệt là nghiêm trọng cả. Vì cái tín ngưỡng nó cũng tốt thôi, giống như chúng ta thờ kính các vị thần linh và những vị thành hoàng làng thôi, những người có công với dân tộc thôi, vẫn là tốt. Bản chất của nó vẫn là tốt. Nhưng mà từ cái chỗ đó nó biến tướng thành gì? Cái chỗ thờ cúng đó nó biến tướng thành cái chỗ gọi là mê tín dị đoan. Thành chỗ mê tín dị đoan. Ví dụ cái việc lên đồng, hầu đồng chẳng hạn. Vì sao mà chúng ta thấy là gì? Họ được xếp vào, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam chúng ta. Vì nếu chỉ hầu đồng thuần túy thì đó chính là gì? Là cái bản sắc văn hóa, một cái bộ phận bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Đấy là chúng tôi nói là gì? Gọi là lên đồng, hầu đồng một cách là thuần túy, thì
nó được coi là gì, bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng mà lên đồng mà phán xét này nọ thì nó lại thuộc về gì, thành mê tín dị đoan. Chúng ta nhớ nhé, lên đồng đi hầu đồng mà người ta chỉ gì, người ta hầu kính chư vị thần tiên, trời Phật, thánh thần, thì cái đó là gì, thể hiện cái tấm lòng của họ, cái sự cung kính của họ, cái sự quy mệnh của họ đối với các vị thiên thần, các vị thánh thần, các vị thần linh, các vị anh hùng ở dân tộc, vân vân và vân vân. Thì chúng ta không thể xếp những người mà đi, tất cả những người đi hầu đồng hầu thánh là mê tín dị đoan được. Thì chúng ta biết có những vị chức cao trong nhà nước còn đương chức cũng gì, cũng đi hầu thánh cơ mà. Chúng ta không thể nói là họ mê tín dị đoan. Vì sao? Vì họ có trình độ, có kiến thức, có văn hóa, có địa vị cao trong xã hội, trong đất nước của chúng ta này. Thế tôi cũng không tiện nói tên, nhưng mà chúng ta biết có những cái việc đó. Cho nên những người đó này họ thể hiện cái tâm, cái tấm lòng của hậu duệ của người đi sau, với các bậc tiền bối, những bậc anh hùng hữu công với dân tộc, vân vân. Thì không thể nói là mê tín dị đoan. Nhưng mà những cái trường hợp họ đi hầu thánh, hầu đồng, họ lại lên phán này, phán nọ, phán kia, lợi dụng vào cái việc bảo thánh nhập rồi thần sang tai, lai tiếng vân vân chẳng hạn. Họ phán cho những người ở bên cạnh gì, nghe thấy mà sởn tóc cái, mà lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Về là phải lo chuẩn bị một số tiền khá lớn để cầu cúng, để chữa bệnh vân vân chẳng hạn. Thì đó là cái chuyện gì, biến tướng, mê tín dị đoan. Và trong hàng tăng ni Phật tử chúng ta cũng có một số không nhỏ như thế bây giờ, ngay bây giờ luôn. Có một số không nhỏ những vị tăng ni bây giờ lại đi làm cúng bái những cái khoa cúng kiểu như là di quan hoán số này, rồi đội bát hương này, trình đồng mở phủ này, vân vân. Ấy ở ngoài xã hội thì họ, những người theo đạo thánh, đạo mẫu, theo cái văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam thì họ đi trình đồng mở phủ, đó là văn hóa của họ, là tín ngưỡng của họ. Chúng ta không thể nói họ là sai được. Đó, chúng tôi phải khẳng định với các quý vị, đó là văn hóa gì? Dân gian, tín ngưỡng của dân gian. Đó là cái gì? Cái gốc rễ, cái cội nguồn mà gì? Mà họ tôn thờ. Thì đấy là những văn hóa tín ngưỡng của họ, họ tôn thờ, đấy là quyền của họ. Đảng, nhà nước chúng ta gì? Trân trọng cái điều đó. Chúng ta không thể nói họ là mê tín dị đoan được. Không thể gọi họ là tà đạo được. Chúng ta phải sống hài hòa với tất cả mọi người. Đó là quan điểm của Đức Phật và Phật giáo chúng ta. Còn ở đây chúng tôi đang nói gì? Tăng ni, Phật tử, đó là Phật tử mà quy Tam Bảo rồi á, hoặc là tăng ni mà còn đi trình đồng mở phủ rồi đội bát hương cho các Phật tử vân vân á, thì đó là sai. Đó là đi ngược với chính pháp của Đức Phật, đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Đó là không quy gì? Không quy hung thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y tổn hữu ác đảng, khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, đúng không? Đó. Ở trong quy y Tam Bảo chúng ta nguyên văn là không quy y thiên thần quỷ vật cơ nhé. Không quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật. Nhưng mà chúng tôi gì? Cho nhẹ hơn. Chúng tôi sửa lại cái chữ thiên thần quỷ vật thành cái chữ gì, hung thần quỷ vật. Vì sao? Nếu có người nói rằng ông Đạo Thịnh ấy, ông ấy láo, ông ấy dám chữa lời Phật, lời của Phật là không quy hung thần quỷ vật cơ mà, nay ông lại chữa là gì, không quy lời của Phật là không quy thiên thần quỷ vật cơ mà, nay ông lại chữa là không quy hung thần quỷ vật, ông ấy láo. Không phải tôi láo đâu, vì cũng nương vào kinh điển mà gì, mà nói thôi, mà lập thuyết thôi. Vì ở trong kinh A Hàm
và một số các kinh điển đại thừa của chúng ta. Đức Phật dạy là phương pháp lục niệm. Các tỳ kheo và các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải nương vào phương pháp lục niệm để mà tu. Lục niệm là gì? Tức là niệm sáu loại niệm. Tức là niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Niệm Thiên nhé các vị nhé. Niệm Thiên là nhớ nghĩ về gì? Về công đức phúc báo của chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói muốn được sinh thiên thì phải tu 10 điều. 10 điều gì? 10 điều thiện. Đó. Cho nên phần lớn các kinh điển A Hàm khi mà Đức Phật dạy về các phương pháp tu tập và dụng tâm, niệm tâm, trụ tâm thì Đức Phật dạy về 6 pháp niệm. Như tôi vừa nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Và sau này Phật giáo Đại Thừa chuyển vào Trung Quốc thì Trung Quốc thì mới thay đổi thành từ niệm Thiên thành cái niệm gì? Niệm Thiện. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm Thí, niệm Giới. Nhưng bản chất trong kinh Phật ban đầu là Đức Phật dạy là gì? Niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Đó, cho nên dựa vào kinh Phật đó, vì vậy mà chúng tôi mới sửa cái câu là không quy y thiên thần quỷ vật thành chữ là không quy y hung thần quỷ vật. Đó, vì chúng ta vẫn cầu gì ạ? Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đúng không? Để làm sao? Để giáng xuống đàn tràng chính minh công đức hộ trì cho chúng ta. Chư thiên, chúng ta biết là chư thiên như là tứ chấn thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đó, cai quản bốn châu thiên hạ đó, các ngài đều là đệ tử của Phật, là cư sĩ của Phật. Ngọc Hoàng Thượng Đế và 32 vị thiên đế thích ở cõi trời tam thập tam thiên, tổng là 33 vị vua trên cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, thảy đều là gì? Đệ tử của đức gì? Của Đức Như Lai. Và bộ kinh Địa Tạng mà chúng ta đang phát nguyện thụ trì đọc tụng hàng ngày này, trong pháp hội này đó, được Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao, trên cung trời Đao Lợi. Đối tượng nghe pháp chính là gì? Chư thiên và Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi và các cõi khác vân tập về đó. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta mà bảo là chỉ nương theo Phật Pháp Tăng, không nương theo chư thiên để cầu các ngài gia trì cho, hộ pháp cho, thì chúng ta cũng hơi quá đà vậy. Thì bây giờ chúng ta ở thế gian này, chúng ta thấy gì? Vẫn phải nương vào quốc vương. Thời phong kiến ngày xưa nương vào quốc vương, thời bây giờ thì nương vào gì? Quốc gia. Cho nên cái lễ tổng hàng ngày chúng ta hay đọc theo các sư, các khóa lễ bình thường của các sư ở miền Bắc, chúng ta thì có quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật đấy. Ngày xưa thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Nhưng sau này, sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn là giải phóng, không còn cái chế độ gọi là quân chủ phong kiến ngày xưa nữa, mà bây giờ thì theo chế độ gọi là quốc gia xã hội, gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, bây giờ đó. Vì vậy mà bây giờ chúng ta chuyển cái từ quốc vương ngự trị tri ân thành quốc gia xã hội tri ân, vì đất nước chúng ta đang theo gọi là chế độ gì? Xã hội chủ nghĩa. Đấy, cũng nói thêm chúng ta biết như vậy. Cho nên cái việc mà thờ kính chư thiên, về chư long bát bộ và các vị thánh linh thần linh ở trong dân tộc, chúng ta không thể nói rằng tất cả đều mê tín dị đoan được. Đấy là văn hóa, bản sắc văn hóa. Nhưng mà chỉ trách một số thì những người bây giờ lợi dụng vào cái văn hóa đấy, cái tín ngưỡng của dân tộc ấy, của dân gian ấy, để hành tà đạo. Thì cái này chúng ta thấy không chỉ có một số những người ở ngoài đời làm như vậy đâu, mà trong đạo chúng ta bây giờ thậm chí là tăng ni còn đi làm cái việc đó.
Phật tử còn đi tin theo việc đó. Vì vậy mà Phật tử này mới đưa câu hỏi là chưa hiểu thế nào là di cung hoán số. Thì đây thầy cũng nói luôn thì cái pháp này không phải là pháp ở trong nhà Phật chúng ta. Đây là xuất phát từ gì? Từ ở trong lão giáo. Nhưng bây giờ thì được cái ông thầy cúng, thậm chí là có một số cả một số ông thầy gì? Ông thầy xuất gia như chúng ta cũng hay đi cúng cái khóa lễ này. À, đi phán cho các Phật tử rằng là gì? Là căn cao số nặng thế này thế khác, hoặc là đi xem ông đồng bà cốt họ phán cho là kiếp trước là gì, là tạo tội này nọ cho nên kiếp này phải gì, phải thọ quả báo rất là lớn, phải chuẩn bị số tiền để làm một cái lễ. Cái lễ này gọi là gì, là di cung hoán số, tức là đổi cái gì, cái cung xấu để thành gì, để thành cái cung tốt, chuyển cái số phận gì hẩm hiu đen bạc đau khổ và bệnh tật nghèo cùng vân vân cô đơn để thành gì? Thành cái gì? Thành cái số phận đẹp đẽ sáng sủa và viên mãn hơn vân vân. Nếu nương vào kinh nhân quả ba đời mà Đức Phật đã nói thì chúng ta thấy Đức Phật còn không thể thay đổi số phận một chúng sinh khi mà định nghiệp họ đấy gì đã chín muồi, đã định rồi, huống chi là mấy ông thầy cúng ở thế gian, mấy ông thầy ở thế gian, kể cả cho đó là ông thầy chùa đi chăng nữa cũng không có đủ cái năng lực để thay đổi số phận của một chúng sinh nào đó. Vì cái số phận của chúng sinh ấy là do gì? Do họ gieo trồng, do họ gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến nay, cho nên nó mới tích tụ thành cái nghiệp của họ ở đời nay kiếp này. Nay nếu thực sự họ muốn tiêu nghiệp thì duy nhất chỉ có gì, chỉ có việc là gì, đó là đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thay thế vào đó mới có thể gì, thay đổi được cái số phận, cái cung số và cái vận mệnh của họ. Giống như ở trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta thấy giống như quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta đọc mà xem, muốn thay đổi số phận thì phải tự mình gì, tự mình đoạn ác tu thiện, tự mình phát nguyện tu tâm dưỡng tính, thay đổi suy nghĩ hành động của mình, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ xấu thành tốt. Thì dần dần mới có thể thay đổi số phận của mình được. Còn cái việc mà cúng bái, cho dù có cúng bái đến cả gì, cả ngày, cả tháng, cả năm đi chăng nữa, linh đình đi chăng nữa, thậm chí mời gì, mời hàng vài chục vị pháp sư đến đi chăng nữa, cũng không thể gì, không thể hoán được. Các vị cứ nhìn xem, nếu mà gì mà hoán được thì các ông thầy cúng đã gì hoán cho gia đình người ta gì hạnh phúc tốt đẹp viên mãn hết rồi. Chính vì không di không hoán được cho nên chúng ta nhìn 10 ông thầy cúng thì đến 9 ông gia đình là gì? Lục đục. Đến bản thân của họ, gia đình của họ, họ còn không cải đổi được, không di không hoán được thì làm sao mà có thể di hoán được cho người khác? Các vị cứ nhìn đi, các vị cứ về nhìn đi, nhìn những ông thầy, nhà ông thầy cúng ở thôn mình, ở xóm mình, ở xã mình, ở phường mình, ở phố mình, các vị nhìn mà xem. 10 nhà thì đến 9 nhà là gì? Lục đục vất vả. Vợ chồng thì bất hòa. Con cái thì chẳng thuận. Khổ lắm. Vì sao? Vì kinh nghiệm. Cái này chúng tôi biết rồi. Chúng tôi cũng xuất phát từ cái gì? Từ con cháu nhà ông thầy cúng mà. Tôi nói thật đấy. Ông cụ cố nhà tôi ngày xưa, ông cụ cúng giỏi này. Nghe các cụ ở trong dân, trong làng kể là ông cụ cúng giỏi nhất 8 xã vùng ngoài của cái huyện Kim Bôi. Ngày xưa nhà tôi ở cái huyện Kim Bôi, ngày xưa bé bé huyện Kim Bôi. 8 xã vùng ngoài, nổi tiếng, ông cụ ấy thì cúng giỏi. Ngày xưa ông cụ là thờ, nghe các cụ kể lại, nghe bà nội tôi ấy, kể lại là ông cụ thờ Đức Thánh Trần. Thờ Đức Thánh Trần, mà thờ thật, cúng thật. Các vị mà chính bà nội nhà tôi ấy, ngày xưa còn bé, không phải còn bé mà là về làm dâu rồi,
xong rồi đi thị giả ông bác, tức là ông anh chồng á, ông thầy cúng rất là giỏi, về làm dâu xong rồi đi thị giả ông bác, đi cúng cái xã đó, cùng xã nhưng mà làng bên cạnh, tức là bên gọi là bên làng Đồng Bon đó. Đó. Đi cúng mà còn tận mắt nhìn thấy thì các cụ đấu phép với nhau, các ông thầy cúng trong xã đấu phép với nhau, đấy là mắt thấy tai nghe, các cụ đấu phép với nhau. Đó. Một ông chuyện nói rằng một ông thầy cúng cùng ở xã đó, nhưng mà ông ấy cúng là kiểu như hay lấy đất, hay đòi dân đất quá cho nên dân sợ, cho nên đi sang tận bên làng bên cạnh, tức là làng quyền thị nhà tôi ấy, làng bên đấy gọi là làng Đồng Bon, sang tận bên làng quyền thị nhà thầy ấy để mời ông cụ nhà thầy, ông cố nhà thầy. Ông cụ sang cúng được khoảng một nửa già nửa thời gian rồi, gần xong rồi thì bắt đầu là có ông thầy cúng cái làng đấy, ông ấy đến, ông nghe là nhà có đám cúng to và ông đến, kiểu trong lòng ông bực bội, ông bảo là ngay trong làng mà không đi mời lại mời ông thầy tận làng khác đến ấy. Đấy, cái ngày xưa người ta cũng sống ngoài đời, người ta cũng bon chen lắm, không đơn giản đâu. Thế ông cụ nhà tôi sang đó làm lễ thì bà nội tôi kể rằng, với các cụ trong làng cũng kể câu chuyện đấy, để mọi người biết rất là nhiều. Kể rằng là làm lễ gần xong rồi thì cái ông thầy hàng xóm kia cùng thôn cái ông sang, ông ấy khen rằng ô xem là đến xem là cái nhà này hôm nay có việc gì mà có đám cúng to thế. Ông nói như vậy xong thì tự nhiên một cái đòa cái đàn con nhặng xanh ấy, cái con ruồi ấy, mình nhưng mà con nhặng xanh nó ở cái chỗ hố phân ấy, đó nó to to ấy, nó to hơn con ruồi bình thường nhưng mà nó xanh xanh nhá, bụng nó xanh xanh nhá, nó to phải gấp đôi con ruồi bình thường người ta từng thấy ấy. Mà con ruồi đấy thì con nhặng đấy thì thường nó hay ở nơi gì, ở nơi hố phân ấy. Ngày xưa là chính, mà không biết là từ đâu nó bay vào nhà nhiều thế, nó bay nó đậu kín cả mâm lễ, đậu kín cả ban thờ, đậu kín cả tường nhà, như là một cái đàn dệt vậy, đàn kiến vậy. Thế là ông cụ nhà tôi ông ấy nói là thôi thì kiểu như ý nói là thôi thì tất cả nó là gì, nó là cái nhân duyên, cái phúc, cái phần gọi là kiểu như phúc của ai thì người ấy hưởng, đại khái thế. Chứ người ta đến mời chúng tôi thì chúng tôi đến đây để làm lễ cho gia đình người ta, có bằng cái tâm thôi chứ không có cái ý gì khác, hay là kiểu như là ý nói là không tranh địa bàn nhau ấy. Nói cho ông cụ, ông thầy cúng thì ông thôi đi, ông rút đi. Nhưng mà không, ông lại càng ruồi muỗi lại, cái con nhặng xanh nó lại càng bay vào nhiều hơn. Thế ông cụ nhà tôi, ông lấy cái bát nước, bảo người nhà đi múc cái bát nước trắng ở ngoài giếng về. Ông ấy niệm câu thần chú vào đó, ông lấy ông phun. Ông phun xuống, phun đến đâu thì cái con nhặng xanh đấy nó rơi xuống, nó chết đầy dưới đất. Thế là ông thầy cúng kia, ông thấy vậy ông bỏ về. Ông bỏ về thì được một tí thì có mọi người kêu là gì, ông ấy chui vào giữa trong cái bụi tre rậm và ông ấy chết ở trong đấy, không hiểu sao. Đó. Mọi người phát hiện ra thì ông chết giữa trong cái bụi tre rậm rạp, ông chui vào giữa bụi tre ông chết. Mà mọi người phải đến tận sáng hôm sau mới lấy được xác ông ra, vì cái bụi tre là gì? Rậm rạp mà không hiểu sao ông chui được vào trong đấy. Phải chặt hết cái bụi tre, một nửa bụi tre đi mới lấy được xác ông ấy ra. Ông ấy chết. Đấy là làm nghề thầy cúng đó các quý vị. Mà không giữ được cái tâm bình tĩnh, nhà Phật chúng ta gọi là nhẫn gì? Nhẫn nhục. Ở ngoài đời gọi là không giữ được cái tâm bình tĩnh đó thì rất dễ gì? Để cho cái cảm xúc, cái sự sân giận nóng nảy nó chi phối. Đấy. Đấy là các cụ làm phép với nhau đấy. Làm phép với nhau mà giết người, giết chết người ta. Mà giết người ta thì người ta gì? Người ta sẽ hận thôi. Đấy. Cho nên nghề làm thầy ấy, sở dĩ ấy, bây giờ tôi mới nói với các quý vị ấy mà, rất nhiều những vị trẻ bây giờ muốn đi đồng bóng, muốn đi đồng bóng, muốn đi lập điện lập phủ để cứu nhân độ thế mà. Nghe câu chuyện này thì phải gì? Phải suy nghĩ lại cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ, nếu các vị muốn đi trình đồng mở phủ để cứu nhân độ thế. Cứu chưa thấy đâu nhưng mà gì? Họa sẽ ập đến thân. Vì kinh nghiệm này chính là kinh nghiệm về ông cố nhà tôi. Và kinh nghiệm này chúng tôi thấy gì? Mấy ông thầy ở trong xã, trên xã dưới, làng trên làng dưới của nhà tôi rồi. Và kinh nghiệm này chúng tôi thấy rất nhiều những ông thầy cúng
Mà trong quá trình xuất gia tu hành, chúng tôi ở chùa này, chùa nọ, chùa kia, chúng tôi quan hệ và đi rất nhiều, thấy rồi. Tôi nói là 10 ông thầy cúng thì có đến gì đến 8-9 ông thầy cúng. Gia đình lục đục trên dưới bất hòa, thậm chí là còn gì tan nát nữa. Con cháu thậm chí là còn gì sinh ra là còn điên điên khùng khùng, loạn tâm bất hòa nữa, đơ đơ ngớ ngẩn nữa, nhiều chuyện lắm, rất nhiều chuyện. Cho nên nếu vị nào bây giờ mà còn trẻ trẻ mà bảo rằng con đi ra trình đồng mở phủ thì con cứu nhân độ thế vân vân, suy nghĩ lại. Xin thưa các quý vị, ngày này cái chuyện này ngày xưa chúng tôi khi chưa xuất gia chúng tôi đã biết hết rồi, không cần học mà đã biết rồi, có cần phải học đâu. Người ta đến với tôi trước khi tôi đi xuất gia bảo đi xem kiểu giống như bây giờ quả đi xem bói, xem toán, xem căn, xem đồng ấy, bẻ cái cành lá đến mang vào tôi nhìn là tôi đã biết hết số phận của họ rồi, biết hết vận mệnh của họ rồi, đoán hết cho họ rồi. Thậm chí có người bệnh điên điên khùng khùng, cởi trần cởi chuồng ra đi ngoài đường múc cái chén nước trắng đặt lên trên chì mấy câu thần chú vào đưa cho họ uống thì nó khỏi. Thế mà thầy còn không đi theo con đường ấy mà còn thì xuất ra để tu đạo. Xuất ra tu đạo thì bỏ hết tất cả những cái đó, không sử dụng nữa, không sử dụng một chút nào nữa. Cho nên bây giờ ai cứ đến hỏi thầy phải soi cho con, để xem cho con đó, chắc chắn sẽ bị mắng ngay, mắng phủ đầu luôn. Vì vậy mà khuyên chân thành đấy, với các vị mà bảo là đi đồng đi bóng để cứu nhân độ thế đó, trừ trường hợp các vị không thể đừng được, tức là không thể làm chủ được mình nữa, thì bắt buộc phải ra rồi đội lệnh làm tôi, cho người ta mượn thân mượn xác để người ta gì đi cứu độ nhân sinh những người hữu duyên. Nhưng cũng chớ có vì cái việc đó mà tham vào danh văn lợi dưỡng, mà hủy hoại gì nhiều đời nhiều kiếp của bản thân, ảnh hưởng đến cả gì gia đình con cái cháu chắt về sau vậy đó. Chúng tôi đây là những lời khuyên chân thành đấy, vì trong mấy năm gần đây nhiều bà đồng bà cốt 40 năm đồng bóng nổi tiếng thành phố Hà Nội, nổi tiếng khắp gì mấy tỉnh đồng bằng Bắc Bộ này, nói đến nhiều người ở trong giới thờ thánh đều biết, đều lễ, đều kính. Thế mà mấy năm trước đi lên nhờ chúng tôi là gì? Xin giải điện cho, để trở thành một con người bình thường. Vì bây giờ gì? Già hơn 70 tuổi rồi, không còn lộc nữa, không có tiền để đi trình đồng mở phủ hàng năm nữa, mà đặc biệt là mấy năm kinh tế khó khăn đã vừa qua, không thể nào mà có tiền để đi hầu đồng mở phủ hàng kỳ năm mấy vấn như ngày xưa nữa. Mà bây giờ thân thể nó cũng già cũng yếu rồi. Vì vậy mà muốn trở thành một con người bình thường như bao người bình thường khác. Vì vậy mà quy Tam Bảo từ lâu ở chùa Quán Sứ rồi, nhưng mà vẫn còn lăn tăn. Sau khi nghe thấy chúng tôi giảng mấy năm trước về Kinh Địa Tạng á, vị này về một lòng một dạ cũng thọ trì đọc tụng Kinh Địa Tạng và thấy nó yên, không đi trình đồng mở phủ nhưng là vẫn yên. Còn trước đây mà đến thì mà một năm đầu năm, giữa năm, cuối năm và cái kỳ gọi là dỗ thánh, dỗ mẫu đó, những cái lễ quan trọng đó, các ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, cô bé Thượng Ngàn, cô bé Thoài Phủ, cô Bơ Thoài Phủ vân vân gì đó, mà không thì không đi hầu, không đi lễ là bất an, khó chịu, thậm chí là ốm đau, đủ thứ, cho nên bắt buộc phải làm. Nhưng mà từ khi về tụng Kinh Địa Tạng không làm những việc đó thì vẫn cứ an. Cho nên mới lên xin với chúng tôi là gì? Lên xin là giải đền giải điện để trở thành một con người bình thường. Bao nhiêu năm lăn lộn, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái thương trường, trong cái môi trường, thế nói trong cái môi trường văn hóa tín ngưỡng dân gian đó rồi, bây giờ muốn trở về với Phật, đấy là người ta mong muốn như thế. Và trường hợp đó thì chúng tôi khuyên họ là thôi, đã thờ đã kính các ngài từ 2-3 đời nay rồi chứ không phải một đời nay, cho nên theo thầy bây giờ cũng không cần phải giải, cứ để nguyên như thế để mà gì mà thờ kính các ngài.
Nhưng bây giờ thay vào bây giờ là không đi xem cho người ta nữa, không cúng lễ cho người ta nữa, không có lấy tiền của các quan nhang đệ tử nữa. Ai đến lễ thì người ta lễ thành tâm, lễ cho người ta bằng cái tâm gì? Cái tâm gọi là bố thí, cái tâm cúng dường thôi. Quan nhang đệ tử đến lễ thì lễ hộ thôi, lễ thôi chứ không được lấy tiền. Tôi nói là không được lấy, một đồng cũng không được lấy. Có mỗi cái hoa quả người ta lễ xong thì bảo người ta gì hạ mang về, nếu người ta nhất quyết không hạ mang về thì thôi, để lại để tán cho gì nhà hàng xóm về đem ra phố cho những người lang thang, những người cơ nhỡ, những người đi quét rác ban đêm vân vân, những người lao động phổ thông ấy. Đấy thì giao duyên cho họ cũng được, chứ còn tiền nhất định không được lấy. Nếu họ nhất định họ để lại nhà bà thì bà phải gì, phải đem cho những người nghèo, không được tiêu những đồng tiền ấy. Đó. Thì thế là yên thôi, không cứ là phải phá đền phá điện, không cứ là phải giải điện giải phủ nữa. Tôi bảo cứ để nguyên như thế, trang nghiêm thành kính mà thờ, miễn là không thì không xem bói nữa, không xem lá chầu, không xem đồng tiền, không xem cành lá nữa, không xem bàn tay, không xem tướng số cho họ nữa, vân vân. Và đặc biệt là gì, không cúng để lấy tiền nữa. Đấy. Thì bà hỏi là chứ bây giờ con có lễ cho người ta được không? Thì con nhang đệ tử họ theo 40-50 năm nay rồi, thậm chí theo từ đời ông nhà con, đời các cụ ngày trước, bây giờ vẫn theo. Thì bảo họ đến lễ thì vẫn lễ cho họ được, vẫn lễ được. Nhưng đừng có gì tham tiền, đừng có lấy tiền người ta là được, đừng có nhận lễ người ta là được. Thế là bà cụ ấy theo từ ngày đấy, bây giờ thỉnh thoảng vẫn hay lên. Nhưng pháp hội lớn rồi, bây giờ lớn tuổi rồi, lên để chào thầy tí xong rồi đi xuống ở hội trường làm lễ. Thì pháp hội đầu năm thường hay lên, bây giờ hơn 70 tuổi đấy. Chúng ta thấy gọi là những gọi là cựu đồng thầy nổi tiếng, bây giờ còn muốn trở thành một con người bình yên, cái tuổi già rồi mà. Cho nên đây thầy khuyên các Phật tử chúng ta, những đặc biệt những người còn trẻ trẻ, nếu mà yên được thì cứ an nhàn theo Phật, lễ Phật tụng kinh, đi được đến chùa thì thu xếp thời gian đến chùa lễ Phật một chút được càng tốt, không thì ở nhà cũng được, Phật tại tâm, ở nhà tu tâm dưỡng tính, nghe pháp và tụng kinh, làm việc thiện, thế là mà được bình yên là được rồi. Cho đừng có mà nặng nề cái vấn đề đó. Vì câu hỏi đầu tiên này thầy trả lời nó thì hơi nhiều một chút để cho các Phật tử chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta thấm thế nào là di cung hoán số, làm lễ sao di cung hoán số có hoán đổi được số phận không. Đấy, qua đấy thì chúng ta biết đây không phải là của Phật giáo chúng ta, mà thuộc về gì, về đạo lão. Sau này từ đạo lão này nó biến tướng thành gì, thành một cái văn hóa tín ngưỡng mang đậm cái gì, mang đậm cái gọi là cái tính mê tín dị đoan. Chắc chắn này là mang đậm tính mê tín dị đoan rồi, làm sao mà di, làm sao mà hoán được các quý vị. Chỉ có là gì, lừa nhau để an lòng nhau, để một bên thì được tiền, một bên thì được gì, an lòng nghĩ rằng xong khóa lễ mình được gì, mình được thay đổi số phận rồi, để khỏi phải suy nghĩ nữa, thế thôi. Còn bên kia thì đi cúng xong thì được gì, được tiền.